chuyện nhưng lại không nghe rõ một số từ, cũng như không biết những từ đó là gì hay không. Và bạn rất muốn biết từ mà người nói đã nói là gì. Vậy làm thế nào để bạn có thể biết được? Kỹ thuật mà tôi sắp nói với bạn sau đây được gọi là kỹ thuật transferring, kỹ thuật chuyển đổi. Để làm được điều này, bạn cần phải có một chút kiến thức về ngữ âm và khả năng suy luận. Ví dụ, bạn nghe một từ và không biết từ đó là gì, nhưng bạn chỉ có thể nghe được láng máng được phần âm thanh của nó. Lúc đó, tôi muốn bạn ghi lại âm thanh đó theo cách của bạn. Ví dụ, như một từ nào đó mà bạn nghe có âm thanh là investigate. Hãy ghi nó lại. Và bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn cách. Bạn hãy hình dung xem mặt chữ của từ đó có thể là gì. Ví dụ, bạn có thể viết là investigate. Ok, hãy đánh cách mà bạn viết từ đó vào từ điển Oxford. Đây là một cuốn từ điển rất thông minh. Nếu bạn viết từ đó sai, nó sẽ gợi ý cho bạn một số từ mà có thể là từ mà bạn đang tìm kiếm. Ví dụ, đây là hình ảnh mà tôi đã gõ từ investigate vào từ điển. Và hãy xem tôi có được gì. Bạn thấy không? Nó gợi ý cho bạn từ investigate, đúng không nào? Đó chính xác là từ mà bạn đang tìm kiếm. Hãy cùng tôi thử một lần nữa nhé. Ví dụ, bạn nghe thấy từ hilarious. Hãy xem bạn có thể viết từ này như thế nào. Hãy viết nó theo cách của bạn nhé. Còn đây là từ mà tôi đã có thể nghĩ ra. Hãy xem chúng ta có gì nào. Bạn thấy không? Đó chính là từ thứ tư, từ trên xuống. Hilarious. Tuyệt vời không nào? Bạn hãy click vào từ cần tìm và sau đó mở nút loa xanh ở trên cùng dưới hai dấu mũi tên để nghe phát âm Anh Anh. Và nếu như bạn click vào loa đỏ thì bạn sẽ được nghe phát âm Anh Mỹ. Vậy là cho dù không biết từ đó nhưng bạn vẫn có thể viết được từ đó theo cách của mình rồi sau đó tra ngược lại từ điển. Đây chính là kỹ thuật mà tôi gọi là transferring, kỹ thuật chuyển đổi. Đây là kỹ thuật vô cùng tuyệt vời trong 5 kỹ thuật luyện nghe mà tôi đã hướng dẫn bạn. Bạn có thể nói rằng để áp dụng tất cả những kỹ thuật này đến khi mình có thể kịp hiểu thì người ta đã nói xong và bỏ lại mình xa lắm rồi. Tất cả mọi thứ là kỹ năng, đúng không nào? Trên thực tế, bạn để ý và luyện tập thường xuyên thì sẽ đến giai đoạn bạn nghe hiểu và bạn sẽ không biết là não của mình đã kịp xử lý nhanh chóng những thông tin mà bạn nghe từ bao giờ.